Thưa quý vị, hiện nay nhiều người dân trên địa bàn thành phố phản ánh tình trạng dù đã đặt mua ở các cửa hàng siêu thị nhưng lại không nhận được thực phẩm, khiến đời sống sinh hoạt gặp nhiều ảnh hưởng trong những ngày giãn cách xã hội. Để khắc phục vấn đề này, thành phố đã triển khai một số biện pháp cấp bách để đáp ứng nhu cầu của người dân. Với hàng hóa dồi dào gồm thực phẩm tươi, thực phẩm khô, nhu yếu phẩm, những chuyến xe bán hàng lưu động như thế này trên địa bàn các quận huyện đã giải quyết được phần nào những bức xúc của người dân về vấn đề thực phẩm những ngày qua. Tôi đến đây để mua những thực phẩm cần thiết cho những hộ dân ở trong tổ như rau, thịt, cá, rau quả và các lụa thì đầy đủ. Từ cái ngày mà đi chợ hộ cho dân thì chúng tôi đi chợ rất là khó khăn. Đầu tiên là cung ứng từ tại các cái công ty á, thì hàng sẽ không đầy đủ. Đến khi là có chợ tạm ở trên đường Ngô Quyền á, thì chúng tôi có thể là di động là về vấn đề đi chợ. Có nghĩa là đặt từ công ty rồi đó đi chợ tại chợ tạm thì nó chỉ cũng được 50% thôi. Bây giờ có thêm những gian hàng lưu động như thế này nữa thì dân tổ trưởng như chúng tôi á, hay là người đi chợ hộ á, thì sẽ rất là khỏe hơn, là vì có nhiều nguồn để mua cho dân hơn. Nhất là những nhà mà có người già và trẻ nhỏ là rất cần nhu yếu phẩm và nhất cần những thực phẩm cấp thiết để mà bổ sung cái dinh dưỡng hàng ngày. Theo Sở Công Thương thành phố Đà Nẵng, thực tế từ khi thực hiện ai ở đâu thì ở đó, đến ngày 22 tháng 8, người dân đã chuẩn bị dự trữ thực phẩm nên tình hình cung ứng trên địa bàn diễn ra khá ổn định. Tuy nhiên, từ ngày 23 tháng 8 đến nay, nhu cầu mua thực phẩm tăng vọt. Điều này gây áp lực cho các đơn vị cung ứng không phải ở khâu chuẩn bị nguồn hàng, mà chủ yếu là khâu vận chuyển nên gây ra tình trạng hàng chậm đến với người dân. Nguồn hàng hóa thì không thiếu. Siêu thị sẵn sàng để nhập hàng về bán. Tuy nhiên, cái lo nhất của họ là họ không đủ nhân lực để mà sắp xếp hàng, để cung ứng cho được. Cho số lượng đơn hàng tăng vọt so với bình thường, gấp 3, gấp 4 lần so với bình thường. Trong khi cái lực lượng này, trong điều kiện bình thường, họ chỉ đáp ứng được khoảng tối đa là 30% nhu cầu thị trường. Còn lại là phụ thuộc vào cái hệ thống phân phối khác như chợ truyền thống, các cửa hàng tạp hóa ở trên địa bàn. Để giải quyết vấn đề này, trong những ngày tới, thành phố dự kiến sẽ áp dụng một số biện pháp tại các cơ sở cung ứng thực phẩm như nâng số nhân viên từ 30% nhân viên như hiện nay lên 60% nhân viên, cho phép đổi ca để đảm bảo cung ứng, nhưng phải chấp hành đầy đủ các điều kiện về phòng chống dịch. Ngoài ra, nếu đơn vị cung ứng nào cần đội ngũ shipper công nghệ, thì sẽ ký hợp đồng số lượng người giao nhận hàng và đăng ký để được cấp thẻ hoạt động.